tránh xa chỗ ồn ào, sợ nhất là cái chỗ ồn ào. Nên là Đức Phật dạy là cái người mà đang hành thiền thì cái tiếng động nó như là cái cây gai, nó như cái kim mà nó đâm vào tim. Những cái người mà chứng được sơ thiền rồi mà có cái tiếng động này cũng còn cảm giác như là bị kim đâm, bị gai nó đâm vào tim. Cho nên là sợ nhất là tiếng động, nên tránh xa tiếng động. Và lại ở trong cái môi trường mà hành thiền cho nên là chỗ nào cũng phải dán chữ im lặng như vậy. Im lặng cánh thiện, bởi vì một người này nói to, cười lớn là sẽ làm động cái tâm của người khác, làm mất cái chánh niệm của người khác. Nên chỗ nào cũng phải im lặng. Mà trong tất cả những cái tiếng động này thì cái tiếng nã động nào là nó khuấy động cái tâm con người nhất? Chim nó kêu to nó có động không? Cái tiếng mà sấm động có động không? Thật ra những cái tiếng mà của tự nhiên ấy thì nó có đỡ hơn, nhất là tiếng của con người. Cái tiếng động mà phát ra từ con người, từ người khác ấy, thì là nó sẽ làm cái tâm nó bị động hơn. Còn những cái tiếng động nó thuộc về thiên nhiên như là cái mưa rơi vẫn ngồi thiền vẫn đắc định được, không sao. Mình có thể ngồi bên một cái ngọn suối nó chảy ầm ầm cũng không đáng ngại. Nhưng mà ở cái chỗ nào mà có tiếng người hát ngồi là mình phải bắt đầu tâm nó sẽ bị động, biết ai đang hát thì nhỉ, nó sẽ có động này. Ngồi loa phát thanh nó thông báo những cái tin mà nó giật gân, những cái tin gì đó mà nó làm cho mình phải chú ý, gây cái sự chú ý. Mà có một cái tin này nghe nó rất là hấp dẫn, rất là lạ, một cái tự nhiên là tâm nó bị động theo cả. Còn cái tiếng ve sầu nó hót, chim nó kêu thì mình mặc kệ, nó chẳng vấn đề gì. Nhưng mà cái tiếng người nói là mình dễ bị đi theo, duyên theo cái tiếng đấy, tâm bị ảnh hưởng theo tiếng đấy. Nhưng mà ở cái chỗ nào mà không có tiếng động, yên tĩnh nhất thì là tốt nhất, không có, càng không có tiếng động càng tốt. Tránh xa cái hội chúng không thích hợp. Những cái hội chúng không thích hợp này, những cái hội chúng mà người ta không biết tu, mà là mình không có ở gần cái hội chúng đấy được. Những mình mà tu có khi người ta bảo ơ cái người này không biết là ngồi làm cái gì đây thế, sao lại ngồi chơi thì gì bất động, không nói không rằng gì về ai thế. Những người không biết tu người ta sẽ không tôn trọng cái người tu, người ta không để cho người tu đến được yên thân. Nên là cái hội chúng không tu thì người ta hay nói những cái chuyện tạp nham, nói những cái chuyện phi pháp, nói những cái pháp chướng ngại, nó làm cho cái tâm của cái người tu bị động, bị rối loạn theo. Cái người mới tập tu thì cái tâm nó còn rất là yếu ớt, vì vậy nên là khi mình ở những cái ngoại cảnh không thích hợp là cái tâm của mình nó sẽ bị cuốn hút theo cái ngoại cảnh đấy. Cái ngoại cảnh tốt thì cái tâm của mình nó tốt, mà cái ngoại cảnh xấu thì tâm mình nó xấu. Mình gần những cái hội chúng cao thượng thì mình sẽ hấp thụ được cái pháp cao thượng, gần những cái hội chúng hạ địa thì mình hấp thụ cái pháp hạ địa, gần cái hội chúng nào mình sẽ bị ảnh hưởng cái hội chúng đấy, cái tư tưởng của hội chúng đấy mình phải hòa đồng theo mình mới sống được. Nhưng bây giờ mình mà sống ở những cái hội chúng mà mình lại biệt lập, một mình một tư tưởng, một mình có những hành động khác, thì những cái người sống ở đấy người ta không chịu cho mình sống khác biệt với mọi người. Người ta bảo người này dị lập, người này không hòa nhã, người này không hòa hợp với mọi người. Người ta sẽ cơ hiểm, kích bác, đả kích, làm cho mình sống không an thân. Nên là phải tránh xa hội chúng không thích hợp. Nên là Đức Phật đã từng nói là khi nào mà cả những cái thời kỳ nào mà có nhiều những cái người tu tập tốt thì cái thời đấy thì có cái sự an lạc cho chư thiên và nhân loại. Thời nào mà có ít người tu tập tốt thì cái thời đấy là cái thời bất hạnh cho chư thiên và nhân loại. Thì khi nào mà cái hội chúng bất thiện và đông thì những cái người hiền thiện là phải, một là phải ẩn, tức là im hơi lặng tiếng, sống ẩn giữa cái hội chúng đấy, không tiết lộ mình, hoặc là ẩn vào trong rừng để sống một mình. Còn cái thời nào mà những cái người hiền thiện xuất hiện nhiều thì những cái người thời đấy thì những cái người bất thiện người ta lại phải ẩn đi. Người ta sợ là bây giờ mình mà nộ những cái bất thiện ra thì mình sẽ bị mọi người đả kích, mọi người sẽ chỉ trích. Cho nên một là người ta phải im hơi lặng tiếng, người ta sống ở trong cái hội chúng đấy, hoặc là người ta ẩn, người ta lánh đi chỗ khác. Thì cái người tu tập cũng vậy,
Nếu mà mình ở trong một cái hội chúng là những người biết tu tập thì không vấn đề. Ở cái hội chúng không biết tu tập, một là mình phải im hơi nặng tiếng, giống như con rùa phải rụt đầu đã. Lúc nào mình mà thò đầu ra mình sẽ bị trả đạp ngay. Hoặc là mình phải ẩn đi một cái chỗ khác để sống một mình. Còn tránh xa cái người thô lỗ, người và những người quá thân thiết và những người khác phái, nó đều là những cái người mà đây là những cái đối tượng mà nó sẽ làm chướng ngại. Vì cái người thô lỗ mình ở gần thì người ta nói thô lỗ, hoặc là người ta xử sự thô lỗ mình sẽ phiền đáng. Sống gần ai vậy, mình người ta nói cái lời nào cũng là những cái lời bất thiện, chê bai chỉ trích mắng nhiếc, không có cái sự tôn trọng nhau, thì mình ở gần người đấy mình chỉ có sân thôi. Sân, lúc này tức. Còn ở gần một cái người quá thân thiết thì lúc nào cũng phải chăm sóc cho nhau. Hoặc là như những cái người thân lúc nào phải quan tâm đến nhau. Cái người đấy mà mình thấy những cái người thân mà vui thì mình mới vui. Người thân mà buồn thì mình sẽ buồn. Cái người thân đấy mà có cái việc gì bận rộn thì mình phải giúp đỡ. Nên lúc nào cũng phải quan tâm đến tư tưởng, phải quan tâm đến cái hoàn cảnh sống ở bên ngoài và cái nội tâm bên trong của cái người thân, thì cái người đấy cũng khó tu tập, nên là phải tránh xa cả người ghét cả người thương. Người thương phải tránh, người ghét phải tránh, cho nên là phải tránh xa cả người nhà, người thân và người khác phái. Người khác phái bị hấp dẫn ở cái sắc pháp của người khác phái, thì đấy là những cái chỗ cần phải tránh xa, biết đi. Điều kiện thứ ba là buông xả những thú vui tầm thường ở thế gian, ưa thích những sự sang trọng buông xả, ưa thích ăn ngon ngủ nhiều để làm buông bỏ những cái tập, ưa thích tụ tập bạn bè nói những cái chuyện thế tục nhảm nhí, ưa thích những vui chơi giải trí xem nghe ca kịch, ưa thích giàu sang quyền lực danh vọng, còn tham danh vọng thế gian không thực hành, ưa thích hẹn hò đôi lứa, ưa thích những việc lặt vặt như nấu ăn dọn dẹp trồng cây nuôi thú đồng bào hay đài, thì tất cả những cái này nó đều bị ảnh hưởng đến cái phát thiền. Có từ bỏ được hết mấy cái này không? Nó chỉ là buông xả, ở đây có nghĩa là không phải là mình vứt bỏ, mà cái tâm của mình không bị dính mắc. Ví dụ như là mình thì vẫn là mình, nhưng mà cái tâm của mình không có chấp trước, không có sự ngã mạn, không có sự là ta đây là sang trọng, người kia nghèo hèn, ta đây là không có cái sự ăn ngon ngủ nhiều, hay là mình không bị những cái cảnh ở bên ngoài nó làm cho cái tâm của mình nó bị dính mắc. Đấy là buông xả. Cái thứ tư là hỗ trợ, cần có một cái yếu tố là hỗ trợ, tức là phải có một cái người thầy có kinh nghiệm về pháp hành thiền định và tận tình chỉ dạy thì mới thực hành được, chứ mình không thể tự thực hành được. Nhưng thời xưa cũng vậy, đầu tiên là thời Đức Phật thì những cái vị muốn hành thiền phải đến xin đề mục từ Đức Phật hoặc là từ những vị A-la-hán, mà những vị A-la-hán phải có thực hành thiền định mới dạy được thiền định. Những vị A-la-hán không thực hành thiền định cũng không dạy được thiền định. Đấy là cái pháp. Có vị A-la-hán thì chỉ nghe một bài kinh, một câu kệ chứng ra A-la-hán thôi, vị đó có cái thiền siêu thế, nhưng vị đó không dạy được thiền hiệp thể. Nếu vị đó muốn dạy thì vị đó phải học lại một thời gian, phải có kinh nghiệm thì mới dạy được thiền định. Vị đó có thể dạy được thiền tuệ, dạy được những cái pháp đốn ngộ, không dạy được pháp tiến tu. Có người hộ độ, muốn thực hành thiền nữa có cái người hộ độ, tức là có một cái người bố thí cho mình những cái vật cần dùng như sàn tọa, y phục, thuốc men, vật thực khi mình cần. Mình cần phải có một người bố thí cho mình. Thế là một là mình sẽ là một người chuyên tu, rồi sẽ có người khác bố thí cho mình. Hai nữa là mình sẽ là người bố thí cho người chuyên tu, thì mình sẽ chọn cái cách nào? Hai cái này, chọn cả hai, chọn một cách thôi. Một là giờ mình chuyên tu thực hành để giải thoát. Rồi những người nào mà có cầu phước thì người ta đến người ta bố thí,
cho mình những cái vật dụng này thì người ta được phước, hưởng cái phước nhân thiên. Hai là mình sẽ là cái người tạo phước hộ độ cho người khác hành thực hành. Bây giờ phải trao đổi nhau vậy, bây giờ trao đổi với nhau những người xung quanh là bây giờ ai chọn gì, chọn chuyên tu thì tôi hộ độ cho, còn tôi chuyên tu thì các người phải hộ độ cho tôi, hãy chọn như vậy ha. Niềm tin, phải có niềm tin, tin vào thực hành thiền đã đạt được sự giác ngộ của Đức Phật. Mình phải có cái niềm tin như thật, tin vào sự thực hành đã đạt được sự giải thoát của các đệ tử Đức Phật, tin vào sự thực hành thiền của mình cũng sẽ đi đến giải thoát. Mình phải có cái niềm tin này nữa, nếu mà không có niềm tin thì không thực hành được. Mà niềm tin càng mạnh thì cái sự thực hành nó càng mạnh mẽ, cái niềm tin yếu thì sự thực hành nó cũng yếu, còn niềm tin mạnh thì sẽ thực hành mạnh. Cái niềm tin này nó rất là quan trọng, nó là cái bước, cái ngưỡng cửa đầu tiên phải có cái niềm tin. Không có niềm tin thì cái sự tụ thành đấy nó cứ bị do dự, nó cứ hoài nghi, chẳng biết là Đức Phật là một bậc có thật hay là truyền thuyết này, hay là giống như các cái câu chuyện cổ tích này, người ta dựng lên. Có ai có tư tưởng đấy không? Người mới, người mà chưa biết đạo mấy thì người ta có cái tư tưởng đấy. Người mà có biết, người trong pháp lâu năm rồi thì không còn cái tâm đấy nữa, có nghĩa là mình đã có cái đức tin cao rồi. Còn những người mà chưa được học Phật pháp thì người ta lần đầu mà được nghe giảng, người ta toàn nghĩ thế, toàn nghĩ chuyện Đức Phật giống như câu chuyện cổ tích dựng lên, không biết là cái nhà văn nào viết đấy. Đến là hoài nghi, nghi thì mình sẽ không chịu thực hành. Tin vào sự thực hành thiền đạt được sự giác ngộ, các đệ tử Đức Phật cũng có thể thực hành thiền và giác ngộ. Và đôi lúc đấy mình phải tin vào chính mình, và các ngài cũng là người, mà các ngài tu tập, các ngài chứng đắc, các ngài giải thoát được, mình cũng là người, cớ gì mình lại không thành tựu được. Nhưng khi mà ngày xưa mà Thái tử Tất Đạt Đa đi bắt đầu đi học thiền, đến cái ông thầy thứ nhất, ông ấy giảng dạy được cái pháp thiền. Và lúc đấy thì Thái tử Tất Đạt Đa suy nghĩ, vị thầy này, cái vị đạo sĩ này cũng có niềm tin, ta cũng có niềm tin. Vị đạo sĩ này có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Vị đạo sĩ này có chánh niệm, ta cũng có chánh niệm. Vị đạo sĩ này phát triển được định, ta cũng phát triển được định. Vị đạo sĩ này có trí, ta cũng có trí. Ngài tác ý như vậy xong rồi Ngài ngồi thiền, thì một thời thiền là Ngài cũng chứng đắc được hết luôn. Ngài ngồi thiền, cái vị thầy dạy xong ấy, cái vị thầy dạy về pháp thiền thì Ngài ngồi nghe, Ngài vừa nghe, Ngài vừa thực hành. Ngài nghe xong một cái là Ngài thực hành xong, tức là cái người thầy giảng xong là Ngài cũng hành xong, hành giảng xong cái pháp thiền ấy. Ví dụ người thầy giảng xong cái pháp thiền ấy, sơ thiền phải tu như thế này: nhị thiền, tam thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, các cái tầng thiền đấy là phải thực hành như thế này. Thì cái người thầy cứ dạy đến đâu thì cái tâm Ngài hướng Ngài thực hành đến đây. Người thầy dạy xong Ngài hành xong, vậy là Ngài nên Ngài trình bày. Lúc đấy vị thầy bảo: ồ, này hiền giả, bây giờ ta như thế nào thì bạn cũng như thế vậy. Tôi với này, hiền giả bây giờ là bằng nhau, là như nhau rồi. Bây giờ hiền giả ở đây chúng ta cùng nhau dạy bảo cái đám đệ tử này. Nhưng mà Ngài bảo là cái con đường thiền định này chưa đi đến giác ngộ, nên Ngài mới đi tìm tiếp tục. Ngài mới đi thực hành cái pháp khổ hạnh 6 năm. Và cái tinh tấn, cái hành thiền phải có cái tinh tấn. Tinh tấn ở đây dù thân này có mệt mỏi cũng không lo sợ. Người không có tinh tấn thì lúc nào sợ, người ngồi thì đau chân, đau tay, đau người, ngồi no là hôm nay ngồi nhiều nên nó bị mất ngủ, hôm nay nó mệt, thế là mình sẽ sợ nó mệt mỏi mà. Ngồi này ăn ít phải sợ bụng nó đói thì sao, nên nó sẽ mệt mỏi, nó hại sức khỏe thì sao, no nắng như vậy thì nó là không tinh tấn được. Mình phải có cái tác ý dù thân này mệt mỏi không lo sợ, thân này đau đớn không lo sợ, ngồi một tí thấy đau sợ lắm, ngồi thiền đau lắm, không dám ngồi đâu, nhưng mà không sợ đau. Vào ngồi 3 tiếng rồi thì 3 tiếng, ngồi 4 tiếng cũng được, 5, 6 tiếng cũng được, sợ thì đau, đau cũng chết được đâu. Nên là ngồi không có sợ nữa, sao ngồi được 30 phút, 40 phút phải đứng dậy vì sợ đau,
cái đau nó sợ thì mới ngồi được. Thân này bệnh cũng không có lo sợ, ngồi đây nhớ nhiễm lạnh thì sao, ngồi này nó sinh ra bệnh không có sợ gì hết. Phải thực hành nhiều năm tháng cũng không lo sợ. Có người bảo không biết hành bao nhiêu năm mới chứng đắc được, nhưng mà sợ không biết rồi. Nên lo sợ về thời gian, thân này kiệt sức cũng không lo sợ, thân này gặp nguy hiểm cũng không lo sợ, dù thân này phải chết cũng không lo sợ. Có dám vậy không? Đến lúc ấy, khi mà Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật phát nguyện dù cho thịt nát xương tan không chứng được đạo thì ta sẽ không rời khỏi cái cội Bồ Đề này. Vậy ngài phát nguyện như vậy rồi ngồi thì đúng cái đêm hôm đấy ngài đắc đạo luôn. Ta sẽ ngồi thực hành thiền ở đây, nếu mà không đắc đạo thì dù cho cái thân thể này có thịt nát xương tan ta cũng không rời khỏi cái chỗ ngồi này. Ngài nguyện như vậy mà ngài ngồi có từ buổi trưa hôm đấy, ăn trưa xong ngài mới đi ngồi thiền, và đến canh một canh hai đến một hai giờ sáng ba giờ sáng ngài đã đắc đạo rồi. Đâu có phải này. Nhưng mà do cái tâm quyết có cái quyết định mạnh mẽ như vậy nó hỗ trợ cho cái pháp thực hành ở bên trong. Có chánh niệm, yếu tố nữa là phải có giữ được chánh niệm, giữ chánh niệm trên đề mục thiền trong khi ngồi thiền. Là mình phải giữ chánh niệm luôn luôn nhớ biết đề mục, giữ chánh niệm trong lúc đi thiền hành, giữ chánh niệm ở mọi lúc mọi nơi, giữ chánh niệm liên tục trong một thời gian dài để cho đến khi nào đắc thiền thì thôi. Không biết là phải giữ chánh niệm trên đề mục đến bao giờ đây, nhưng phải giữ cho đến khi nào đắc thiền. Nó có thể là một thời gian ngắn, cũng có thể một thời gian dài. Nếu chánh niệm mình mạnh thì chỉ một thời gian ngắn là được, chánh niệm mà yếu thì mình phải giữ cái chánh niệm đấy một thời gian dài. Phải giữ chánh niệm. Chánh niệm là cái tâm nó nhớ đến cái đối tượng ấy, nó chỉ nhớ đối tượng. Cái tâm mình nó hay nhớ nhiều thứ lắm, nó nhớ cái này thì nhớ kia một tí, thì nó nhớ nhiều thứ như vậy thì nó là tạp niệm. Bây giờ cho nó nhớ một thứ thôi, không có nhớ hết cái khác đó, mà chỉ nhớ đến hơi thở, lúc nào phải nhớ hơi thở. Nhưng bình thường thì tâm nó hay nhớ hơi thở không? Tâm mình hơi thở có khi mà mình thấy rằng là khi mà mình không hiểu được cái ý nghĩa, mình không thấy được cái lợi ích của cái sự hơi thở thì mình sẽ không nhớ đến hơi thở nào, mà mình hay nhớ đến cái cảnh ở bên ngoài. Mà cái người nào người ta biết được cái pháp thiền nó có lợi ích, người ta coi trân trọng hơi thở như là một cái báu vật. Nếu không có hơi thở thì mình có sống được không? Hơi thở quan trọng như thế mà mình không quan tâm thì quan tâm cái gì? Bây giờ mất hơi thở một cái chết luôn. Nên là hơi thở này rất là quan trọng, là mạch sống của mình. Không có hơi thở mình chết. Còn một người có trí tuệ mình hiểu là cái, giống như là bây giờ một cái người đang chết đuối ở giữa dòng, người ta quăng cho một cái phao, thì cái người đấy sẽ nắm giữ cái phao đấy, coi cái phao đấy nó quan trọng như mạng sống của mình vậy. Đấy, cái người bây giờ suy nghĩ rằng là đang ở trong cái dòng sinh tử này, nên gọi là trong cái dòng bọc niu, trong kinh nói là vượt được bọc niu là khó, mà bọc niu là cái dòng lũ sinh tử. Một cái chúng sinh đang bị cuốn trôi ở trong cái dòng lũ sinh tử này, mà có một cái pháp để mà bám vào để thoát khỏi cái dòng chảy của sinh tử đấy, đó là pháp thiền. Vậy lúc đấy mình phải nắm chắc lấy cái pháp thiền này, giống như là một cái người sắp chết mà nắm được cái phao cứu sinh ấy. Thì lúc đấy mình không có giữ buông nó đây, lúc nào mình giữ được trải nghiệm thì mình thấy được, mình biết quý trọng cái pháp, quý trọng cái pháp này thì mình mới nắm giữ được nó. Còn mình coi thường nó thì mình sẽ buông bỏ nó dễ dàng. Còn quý trọng nó thì mình sẽ luôn luôn giữ được cái trải nghiệm, sự chánh niệm trong tất cả mọi lúc mọi nơi, thì lúc đấy mình sẽ phát triển được định. Một cái yếu tố nữa là phải định tĩnh, tâm phải định tĩnh. Định thì nó đối lập với cái gì? Định nó đối lập với cái gì? Tĩnh thì nó đối lập với cái gì?
Tĩnh thì nó đối lập với động, à, vậy thì định nó đối lập với cái gì? Định nó sẽ đối lập với loạn, loạn, loạn động, bạo động, loạn động. Vậy cái tâm tán loạn thì nó đối lập. Còn cái tâm tĩnh lặng, ví dụ như mặt nước đang tĩnh lặng, à, mặt nước bình thường nó đang tĩnh lặng, mà mình cầm một hòn đá mình nhắm xuống một cái thì nó sẽ bị dao động. Cái tâm của mình nó đang tĩnh lặng, có một cái đối tượng khác nó đi và nó đập vào tâm một cái nó sẽ động lên. Khi mà cái tâm nó cứ nghĩ chuyện này chuyện khác thì nó sẽ bị động. Còn cái tâm bình thường nó an trú ở một chỗ thì nó rất là tĩnh lặng. Thì nó tĩnh lặng, tĩnh lặng như là một cái mặt nước bằng phẳng không gợn sóng. Cái mặt nước đây thì cái tâm của mình nó cũng tĩnh lặng như vậy. Mình chú tâm trên một đối tượng để nó tĩnh lặng, để cho nó định tĩnh, nó chú vững trên đấy, tập trung trên đề mục, nhất tâm trên đề mục, định tĩnh trên đề mục, không suy tư sang những chuyện khác, như là không được suy tư sang những chuyện như tham dục, sân hận, hôn trầm, xã hối, hoài nghi. Đấy là năm triển cái, mình không được để tâm nó bắt sang năm cái này. Năm cái này là tối kỵ. Còn đôi khi nó cũng suy tư sang những cái chuyện khác, có những cái lúc mà cái tâm định nó yếu thì nó suy tư sang những cái chuyện khác thì nó cũng đỡ, nhưng mà nó suy tư đến năm người này thì nó ô nhiễm rất là cao. Nó suy tư có những cái lúc mình niệm hơi thở mà thấy nó mệt chẳng hạn, mình có thể suy tư đến các cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, cái niệm giới, niệm thí, niệm thiên, thì mình thay vào cái thiền niệm hơi thở một tí thì nó cũng không đến nỗi. Tâm nó còn động nhưng mà nó động ở trong cái thiện. Còn mình suy tư đến cái pháp này thì nó sẽ bị tâm nó bị ô nhiễm, tâm nó ô nhiễm thì nó sẽ làm cho cái định của mình nó bị động mạnh, nó bị tán, nó bị tiêu tan, nó bị thoái chuyển. Thế nên tâm không được suy tư ra những cái chuyện này. Định, còn đây là tuệ, có cái yếu tố là tuệ. Tuệ là phải hiểu rõ mục đích của mình hành thiền. Mục đích mình hành thiền để làm gì? Nếu mà tôi đi hành thiền để làm gì? Tôi hành thiền để về ngủ cho ngon, về ăn cho ngon. Thế có phải là mục đích không? Có mục đích đấy không? Tôi đi hành thiền để cho nó được chén lâu, để cho sức khỏe nó được dẻo dai, để tuổi thọ nó cao hơn. Có phải mục đích để hành thiền là như vậy không? Hiểu rõ mục đích hành thiền, hiểu rõ lợi ích của việc hành thiền, hiểu rõ đề mục và cách nhận biết duy trì đề mục đó, nó phải có cái tuệ này. Hiểu rõ đúng, nếu mà hiểu đúng thì đó là tuệ, và hiểu sai thì nó không phải là tuệ nữa. Hiểu đúng, đúng mục đích, hiểu đúng cái lợi ích và hiểu đúng cái đề mục, cách nhận biết và duy trì đề mục đó. Đây là mục đích của thiền là gì, nên muốn hiểu được mục đích của hành thiền để làm gì. Đây, mục đích của thiền định là để làm nền tảng cho thiền tuệ, đấy là mục đích. Cái mục đích như tu tập trong cái bát chánh đạo là có cái thiền định, là phải phát triển thiền định. Nhưng mục đích của thiền định là mình phát triển thiền định để sau này làm nền tảng để phát triển trí tuệ. Mình tầm cầu là tầm cầu trí tuệ, chứ không phải là mà là tôi hành thiền định để tôi phát triển thần thông, thì mục đích đấy không cao thượng. Tôi hành thiền định thì sau này tôi thinh về cõi phạm thiên giới, mục đích đấy không cao thượng. Mục đích mà là mục đích là để phát triển trí tuệ giác ngộ. Mục đích là muốn tầm cầu cái pháp giác ngộ giải thoát, chứ không phải là tầm cầu những cái pháp bình thường. Mà mục đích tôi phát triển thiền định để tôi quan sát các vị chư thiên sống làm sao, quan sát các cõi âm sống làm sao, thì cũng không phải mục đích, mà là mục đích là để phát triển trí tuệ. Lợi ích của thiền định là gì? Mục đích khác, còn lợi ích của nó khác. Lợi ích của nó là định làm cho tâm được thanh tịnh, tức là hết các cái câu uế phiền não. Định là giải thoát khỏi các câu uế của năm triền cái. An trú ở trong cái sự an lạc tối thượng. Khi mà mình hành thiền định tự nó có cái an lạc này, dù mình không cầu nó nhưng mà nó vẫn có phát triển
được các thắng trí, các năng lực thần thông. Định nó, dù mình không cầu nó nhưng mà mình phát triển định đến cái mức, đến cái mức thuần thục sung mãn, nó vẫn có thể phát triển được các cái năng lực thần thông. Đây là cái lợi ích của định, dù mình không cầu nó, không phải nó không phải là mục đích nhưng nó vẫn có cái lợi ích như vậy. Là lợi ích của cái pháp này. Muốn thực hành thiền hơi thở thì phải như thế nào? Để hiểu rõ cái pháp thực hành, hiểu rõ cái, muốn thực hành một pháp thiền thì mình phải hiểu rõ cái pháp thiền đó. Như là bây giờ thực hành thiền hơi thở, mình cần phải hiểu rõ cái cách thực hành thiền, phương pháp thực hành thiền, cách thức thực hành thiền như thế nào, thì đây là cái cách mà mình có thể hiểu cái cách thực hành thiền hơi thở. Hành thiền hơi thở với cái cách thiền hơi thở, tư thế ngồi thoải mái, giữ lưng thẳng, đầu thẳng, mắt nhắm lại hoàn toàn, để tâm ở điểm xúc chạm, nhận biết hơi thở đi vào và đi ra, như thế là đang thực hành thiền hơi thở. Cái này thì ai anh biết đấy. Cần phải ngồi theo tư thế kiết già hay bán già không? Mình ngồi có quan trọng với tư thế không? Ngồi tư thế nào cũng được, không có quan trọng. Quan trọng cái tư thế nào hết. Khi đau chân thì phải làm sao? Chởi chân nhẹ nhàng. Mỗi lần ngồi bao nhiêu thời gian thì đủ? Không giới hạn, càng lâu càng tốt. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Mỗi ngày ngồi mấy thời thì đủ? Mỗi ngày ngồi mấy thời? Không giới hạn số lần, càng nhiều càng tốt. Có nên mở mắt một chút để khỏi bị hôn trầm không? Không, tại vì có nhiều người lại phải mở mắt để khỏi bị hôn trầm. Nhưng mà thực hành thiền định thì không được phép mà. Tốt nhất là nhắm mắt một chút, cũng không nên mở. Thì tâm ở điểm xúc chạm là đâu? Điểm xúc chạm là đầu mũi, môi trên, cánh mũi. 3 cái chỗ này là điểm xúc chạm. Khi hơi thở đi vào thì ra điểm chạm vào. Ra ở 3 cái chỗ đó nên gọi là điểm xúc chạm. Chỗ đấy là cái hơi thở nó chạm vào. Như bây giờ mình ngồi đây, cái gió của quạt nó chạm vào da mình. Nhưng mà cái gió của hơi thở nó không có chạm vào cái chỗ nào khác được. Gió của hơi thở nó không có chạm trên đầu, nó không chạm trên mặt được, nó không chạm trên tay, trên chân được. Nó chỉ chạm được ở trong mũi và môi trên và cái cánh mũi thì thôi. Cho nên 3 cái chỗ đấy mới gọi là điểm xúc chạm, còn những chỗ khác không phải điểm xúc chạm. Để tâm ở đúng 3 cái chỗ này thì mới là thực hành hơi thở, để tâm ở chỗ khác thì làm sai. Có được quan sát hơi thở ở những chỗ khác như lồng ngực, phồng xẹp của bụng và đan điền không? Có ai quan sát được đấy không? Không được quan sát. Theo hơi thở vào trong người thì sẽ bắt vào tứ đại, không còn là hơi thở nữa. Không được đi theo vào trong người mình. Trong người là tâm nó bắt vào trong tứ đại. Hành thiền khoảng bao lâu thì sẽ đắc định? Có ai thắc mắc cái này không? Hành thiền thì bao giờ mới đắc định? Nếu chánh niệm mạnh thì một thời gian ngắn là đắc định. Chánh niệm mà tốt ấy, chuyên tâm chánh niệm thì một thời gian ngắn là. Như thái tử, như đạo sĩ vô tập tất đạt đa thì nghe xong pháp là đắc định rồi. Nghe thầy dạy đến đâu cái thực hành đắc luôn đến đấy. Còn lúc ngày còn rất là bé, ngồi dưới gốc cây thì là để tâm trên hơi thở thì là đắc sơ thiền luôn. Có người thì có thể đắc thiền như thế, còn có người thì một thời ngồi khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thì đắc định. Có người thì 1 ngày, 2 ngày, có người thì 1 tuần, 2 tuần, có người 1 tháng, 2 tháng, có người 1 năm, 2 năm, có người thì 10 năm, 20 năm, còn có người thì 1 kiếp, 2 kiếp, tùy từng người, không cái này không ai giống ai, bạn làm mặt mỗi người mỗi khác. Nhưng mà dù nó có bao nhiêu thì cũng vẫn phải thực hành. Nếu chánh niệm yếu thì mất thời gian lâu, chánh niệm mạnh thì thời gian ít, còn tùy chánh niệm của từng người. Làm sao biết là mình đã đắc định? Khi đắc định mình có biết mình đắc định không?
ngồi mình rơi vào cái trạng thái mà nó giống như là đang ngủ ngon đấy, không phải đang định không? Có nhiều người nói ngồi thiền mà thỉnh thoảng nó rơi vào cái trạng thái ngủ giống như ngủ thật sâu ấy, thì đó có phải là định không? Khi đắc định thì tâm sẽ thấy được quang tướng, một loại ánh sáng do tâm sinh, đó là đắc định. Còn cái lúc mình ngủ mình có thấy cái gì không? Có thấy ánh sáng sủa gì không? Có thấy mấy giấc mơ? Khi đắc định thì tâm đã thấy được quang tướng hay là nào mới là đắc định? Quang tướng đó nó như thế nào? Quang tướng này chuẩn bị tướng ánh sáng màu xám, có thấy màu xám này không? Xám màu thuốc, một khói thuốc này, xám chuẩn bị tướng, học tướng ánh sáng trở nên trắng luôn, trắng như bông gòn, trắng không? Đây, ánh sáng tự tướng ánh sáng trong suốt và tỏa sáng rực rỡ, sáng như thế này không? Có thấy cái tờ sáng nó sáng, sáng như vậy. Cái màu sắc của cái tướng lúc mới đầu xuất hiện thì nó mờ mờ, sáng sáng. Nhưng khi mà nó mạnh hơn một chút thì bắt đầu nó trắng rồi. Còn đến khi mà nó đã mạnh lên thì nó sáng rực vàng, sáng rực rực rỡ, rực rỡ. Thì đấy là cái tướng của định. Nhưng mà mình không được tưởng, kệ nó thôi, nó như là làm thế nào. Mỗi người mỗi cái tưởng khác nhau, cho nên là màu sắc và hình dáng của cái tướng này nó khác nhau, nó không có giống nhau. Nên là mình không được để ý đến màu sắc và không được để ý đến hình dáng của nó. Nó muốn như thế nào kệ nó. Như thế nào là chánh niệm mạnh? Mình có biết là có chánh niệm mạnh hay yếu không? Chánh niệm mạnh là tập trung trên hơi thở 1 tiếng 2 tiếng không bị gián đoạn, 3 tiếng không bị gián đoạn. Chánh niệm mạnh là mình tập trung vào cái gì là tâm nó cứ ở cái đây. Mình có cái quyết định này, chú tâm ở đây, vậy là cái tâm nó cứ ở đây. Nó giống như là một cái đứa trẻ dễ bảo là con ngồi đây nha, bằng mẹ đi làm gì nè, cứ ngồi nguyên ở đấy, nó không đi đâu hết. Nên là một cái đứa mà nó ngoan, cái tâm vậy, nếu cái tâm mình nó ngoan thì mình bảo là ở đây nha, đừng đi đâu. Vậy là nó sẽ ở đây, và ở hơi thở, đừng có đi sang cái khác. Vậy là nó sẽ ở hơi thở 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, nó không đi đâu nữa. Đấy là cái tâm nó nhu nguyện, thuần thục, dễ xem bảo, dễ bảo. Bây giờ cứ thử xem cái người nào mà có cái tâm mà dễ bảo ấy. À sao nghe vậy thì cái tâm đấy rất dễ hành thiền. Còn cái người bảo một đàn nào một nẻo thì cái người đấy khó tu. Cái tâm ương bướng này, bảo ở đây nha, mà nó chạy cho khác nó chơi. Những đứa trẻ, những mấy đứa trẻ nó vậy. Cái tâm mà hành thiền này, tránh niệm mạnh. Tập để tâm ở đâu là cái tâm đó, an trú ở đấy liên tục. Như thế nào là tránh niệm yếu? Chánh niệm yếu là tâm nó tập trung không được lâu, hay bị quên hơi thở, và nó hay hướng tâm sang cái đối tượng khác, thế nên là chánh niệm yếu. Mình ngồi thiền một lúc mà mình nó ngồi là mình đang làm gì nhỉ, mình nhớ là đang hành thiền hơi thở, lúc đấy mình nhớ đến hơi thở mà vô từ nãy giờ mình toàn nghĩ cái gì nhỉ, đang ngồi đây không nghĩ đến hơi thở, đấy là chánh niệm yếu. Hay là từ nãy giờ mình giống như nó mê mê buồn ngủ hay sao ấy. Thì chánh niệm nó yếu là nó thế, nó đi rơi vào trạng thái hôn trầm, hoặc là nó nghĩ sang chuyện khác mà nó cũng không biết nữa, thỉnh thoảng nó giật mình tỉnh lại nó mới nhận ra, đấy là chánh niệm yếu. Người có chánh niệm yếu thì phải khắc phục như thế nào? Thì mình cũng muốn khắc phục cái chánh niệm nó yếu thành mạnh à? Phải để ý xem cái tâm nó hay hướng đến cái gì. Như là trong năm trên cái tham dục sân luôn trầm trọng hối hoài nghi, để cố gắng vứt bỏ cái ô nhiễm đó đi thì chánh niệm nó sẽ tăng lên. Nên là cái chướng ngại và cái này nó cái nó che lấp tâm, triền nó ngăn che cái, nó giống như là cái nó giống như là cái nọng, cái ô, cái dù, cái nắp đậy, cái triền cái, cho nên gọi là triền cái, là những cái nó che lấp mất cái trong sáng của tâm, che lấp mất cái thanh tịnh của tâm, che lấp mất cái trí tuệ. Thì chính là cái năm cái này là nó che lấp tâm, tham dục nó che lấp mất trí tuệ, sân nó che lấp, ôn trầm chẳng hối hoài nghi,
Năm cái này nó giống như là bầu trời nó dày đặc mây, nó che mất mặt trời. Khi nào có những cái đám mây, cái mây vô minh, cái vô minh nó sinh ra năm cái này che nấp. Và bây giờ phải đánh thục vô minh, giống như là phải xuyên thủng các tầng mây thì mới thấy được mặt trời. Thì cái hành thiền cũng vậy, mình chánh niệm mình làm cho năm cái này nó tan, năm cái này nó bị lấn át ấy. Thì lúc đấy mình mới thấy được cái sự thanh tịnh, mới thấy được cái hào quang, mới thấy được cái ánh sáng trí tuệ sinh tưởng. Khi quang tướng xuất hiện rồi thì phải làm gì tiếp theo? Khi ngồi thiền mà chánh niệm tốt, mình thấy được quang tướng xuất hiện rồi, lúc đấy mà không có người nào để mình hỏi, lúc đấy mình biết phải làm gì không? Thông thường như vậy, rất nhiều người tu rất là tốt, nhiều người tự hành thiền và hành thiền ở những cái ngôi chùa, nhất là ở Việt Nam này thì không có thiền sư để hỏi, nên nhiều người thấy được quang tướng và nghĩ là mình đã đắc đạo rồi, bắt đầu ngồi tưởng tượng những cõi trời, tưởng tượng cõi địa ngục, tưởng tượng kiếp trước kiếp sau, tưởng cái gì nó ra đây về dưới cái ánh sáng Nimitta, tưởng cái gì nó ra đây, tưởng cái gì nó ra đây, người đó tuyên bố mình đã đắc đạo, thì đấy sai lầm. Quang tướng xuất hiện rồi thì người đấy khi mới xuất hiện thì quang tướng nó rất là yếu, nên đừng có chú tâm vào nó, đừng có quan sát đến màu sắc của nó, đừng quan sát đến hình dáng của nó, đừng quan sát đến kích cỡ của nó, mà vẫn quan sát hơi thở vào ra, phải chăm sóc cho nó, cho cái tự tướng đấy nó phải rất là vững chắc, chứ lúc đầu nó rất là yếu ớt, mà phải tiếp tục phát triển cho nó mạnh mẽ lên. Nên bỏ qua cái màu sắc hình dáng của nó. Khi nào thì biết là quang tướng đã vững mạnh? Những cái thời gian biết quang tướng vững mạnh là khi nào cái quang tướng đó dính liền với hơi thở. Lúc đầu thì chỉ là cái ánh sáng trí tuệ nó xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, mình để tâm ở đâu nó sáng ở đấy, nó lờ đờ ở trước mặt, mình để đưa tâm đi đâu thì thấy ánh sáng nó đi đấy. Thì cái đấy nó không phải là Nimitta, nó không phải là quang tướng. Còn khi nào cái quang tướng nó dính liền với hơi thở, hai cái ánh sáng nó hợp với nhau, mình thấy cái ánh sáng xuất hiện ngay ở sát với hơi thở của mình, thì đấy là hơi thở với ánh sáng đã hợp lại với nhau, và mình duy trì được nó suốt cả thời thiền 2 đến 3 giờ, thì lúc đấy là nó mới là vững mạnh. Còn nếu mà nó còn bị dao động hoặc mình thấy nó cứ mờ mờ nó không rực rỡ, thì lúc đấy là cái ánh sáng nó chưa có mạnh. Còn khi nào mà cái định tướng này nó mạnh, nó rực rỡ, mà lúc nào nó cũng rực rỡ liên tục như vậy trong 1 tháng 2 đến 3 tiếng, thì lúc đấy là định đã vững mạnh, lúc đấy là đã thực thiền được. Việc tiếp theo phải là quang tướng nó xuất hiện 2 đến 3 giờ thì chuyển tâm sang quan sát cái tướng đó. Lúc đến một cái bước nữa là mình chuyển tâm sang mình quan sát cái tự tướng ấy, mình không quan sát hơi thở nữa. Thế là một cái bước tiếp. Quan sát quang tướng như thế nào? Cái cách quan sát quang tướng là tập trung vào một điểm sáng ở ngay trước mặt, cố gắng duy trì càng lâu càng tốt. Thế mình không có được dẫn cái quang tướng ấy đi đâu, mình phải để ngay cái tâm ở ngay sát cửa mũi, thì mình chú tâm vào một cái điểm sáng vượt cửa đặt và duy trì ở trên đấy một thời gian dài 2-3 tiếng mà không bị gián đoạn, lúc đấy là nó đặc định đặc thiền. Duy trì quang tướng đó bao lâu thì được? Duy trì quang tướng đó được 2-3 tiếng không gián đoạn là đã vào được an chỉ định. Đấy nha, phải duy trì được cái mức như vậy thì mới vào được an chỉ, vào được sơ thiền. Nếu quang tướng thường xuyên bị mờ đi hay gián đoạn thì làm sao? Thì phải quân bình 5 căn, tín tấn nhất định tuệ. Nếu mà cái giai đoạn này mà 5 cái căn này nó bị mất quân bình thì cái định nó không được ổn định. Còn nếu cái 5 cái căn này nó được quân bình thì cái nó mới được ổn định, thì cái định này nó mới được yên ổn. 5 căn tín tấn nhất định tuệ để được quân bình. Quân bình 5 căn là như thế này: quân bình tín với tuệ, tín tấn với định, quân bình định với tuệ. Tức là có những cái lúc mình khởi lên niềm tin thì mình cũng phải khởi lên cái trí tuệ, nó là tín với tuệ. Mình quân bình tấn với định, lúc nào mình khởi lên tinh tấn thì cũng phải khởi lên cái định tinh.
Tức là đừng có để cho cái gì nó lấn át cái gì. Quân bình là giữ cho các căn quyền ở cái mức trung bình, để nó đừng để cho nó quá mạnh hoặc quá yếu. Đừng có để cho nó quá mạnh và quá yếu thì đấy là quân bình. Quân bình giữ cho các căn quyền. Ví dụ như cái tín, mình có niềm tin nhưng không được để cho cái niềm tin nó quá mạnh. Niềm tin nó quá mạnh thì nó lấn át cái trí tuệ. Tin thì nó vẫn phải có cái trí tuệ. Trí tuệ thì nó lạnh lùng. Cái niềm tin thì nó có cái tình cảm. Cái trí tuệ là nó lạnh lùng. Hai cái đấy nó quân bình lại với nhau. Vậy thì một người nó vẫn có một chút tình cảm, vẫn có một chút niềm tin, vẫn có cái sự lạnh lùng. Có cái tinh tấn thì nó quân bình với định. Tinh tấn thì nó là cái sự dao động, còn định nó là cái tĩnh lặng. Vậy thì một cái người đấy nó không quá là tĩnh, cũng không quá động. Quá động thì nó quá nặng về tấn, quá tĩnh thì nó quá nặng về định. Thì hai cái này nó cần phải được ở trung bình, hơi động một chút, hơi tĩnh một chút. Định với tuệ, định tức là cái định tĩnh, tuệ có nghĩa là thấy rõ, tức là cũng đừng có quá rõ ràng. Khi mình để tâm hơi thở thì mình cũng đừng phải cố gắng thấy hơi thở, nhưng cũng đừng thấy quá rõ. Quá rõ là tuệ thái quá. Mà để cho cái tâm nó tĩnh nặng trên hơi thở cũng đừng quá tĩnh. Tĩnh là định thái quá. Vậy thì nó vừa vừa, trung bình vừa vừa như vậy. Quân bình. Khi tâm trở nên lười biếng thì phải làm sao? Đang hành thiền mình chán quá, hàng mai không thắt thiền thì thấy nó mệt mỏi, chắc mai nghỉ mấy ngày để đi chơi thư giãn cho nó thoải mái, bắt đầu về hành sau bồi dưỡng cho nó khỏe lại, sức lực hành tiếp. Nghĩ như vậy rằng là mình lại tổ chức đi du lịch chơi tham quan, đấy là tâm bắt đầu trở nên lười biếng. Thôi thôi hôm nay nghỉ không ngồi nữa, đến ngủ đi dạo chơi, thế là người biếm. Thì khi người biếm thì phải tác ý đến ba thiền trụy, chánh pháp, tinh tấn và hỷ. Khi tâm người biếm là phải khởi lên trí tuệ, khởi lên sự tinh tấn và khởi lên sự thích thú, thì nó sẽ diệt được cái người biếm. Làm thế nào để khởi được cái chánh pháp? Bây giờ muốn khởi được chánh pháp, tức là cái tâm người biếm. Thì bắt đầu bây giờ mình phải cho cái tâm nó suy luận một chút, đặt câu hỏi. Đi chơi được cái gì, hành thiền được cái gì, đặt câu hỏi. Đi thế này thì được cái gì, hay là hành thiền thì được cái gì. Rồi đặt câu hỏi với mình, hoặc là mình đặt câu hỏi với một cái bậc thiện tri thức nào đấy, một cái vị thầy nào đấy. Đặt câu hỏi để cho cái trí tuệ nó mở mang ra, làm sạch nội ngoại xứ. Hoặc là có thể mình phải làm sạch môi trường này, hoặc là thân thể nó sạch sẽ thì nó đỡ lười biếng. Quân bình các căn, tránh những người thiếu trí tuệ, thân cận người có trí. Ôn lại những lĩnh vực chi kiến sâu xa, quyết định đối với chánh pháp. Thế là bảy cái pháp này nó phát sinh được cái chánh pháp, nó phát sinh được cái trí tuệ. Thì trong đó cũng có cả cái pháp là nghe pháp. Nghe pháp và có gì ngoài nghi thì mình hỏi pháp, thì đó là sẽ tăng cường cái tâm nó chủ động lên, tăng cường cái tinh tấn. Phải tăng cường cái tinh tấn lên thì nó không người biếng được. 11 cái mà đưa đến phát khởi tinh tấn, tác ý đến nỗi khổ các đoạn xứ. Nếu khi nào mình mà cảm thấy người biếng, mình phải nghĩ các cái cõi địa ngục là quỷ súc sinh, nó rất là đau khổ nhiều lúc. Như người nào lười biếng thì sẽ rơi xuống đó. Và mình sẽ không dám dậy đuôi. Đang nghĩ đến sự an lạc ở các cõi này. Các cái cõi này là do tinh tấn. Đang nghĩ đến quá trình hành đạo của chư Phật và các vị thánh. Đang nghĩ đến cái sự thực hành, hành pháp của Đức Phật, trải qua bao nhiêu cái quá trình tu khổ hạnh, chỉ còn da mọc xương mà Ngài còn không có thối lui, Ngài còn không chán nản. Huống chi là mình hành như thế này đã đáng gì so với các ngài. Mình còn rất là kém cỏi, còn phải học, còn phải rèn luyện rất là nhiều. Thế là mình có cái suy tư tác ý như vậy thì nó sẽ phấn chấn mình,
tác ý đến công lao của những thí chủ đã cúng dường cho ta những cái vật dụng để mà hành thiền. Đấy nha, tác ý như vậy mình, cái người hành thiền thì lo lắng sợ mình mắc nợ, cho nên là không dám để vui. Tác ý đến sự may mắn được gặp giáo pháp. Giáo pháp này không phải là đời nào mình sinh ra mình cũng được gặp giáo pháp đâu. Có những cái đời mình sinh ra nó không có giáo pháp, trên thế gian không có Phật pháp. Nên mà Đức Phật phải tu 4 la tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp mới có thể đắc đạo thành Phật được. Có những cái kiếp trái đất nó có đạo Phật ra đời, có những cái kiếp trái đất không có một vị Phật nào ra đời luôn. Cho nên là để gặp được một vị Phật, một được giáo pháp này rất là hiếm, rất là hy hữu, rất là hiếm có. Bây giờ mình có thể vứt bỏ hết mọi thứ ở thế gian, mình chuyên tâm hành thiền, thì cái đấy cũng là một cái điều rất đáng, rất xứng đáng. Bởi vì cái giáo pháp này, những cái pháp ở thế gian thì đời nào sinh ra mình cũng có thể gặp được. Nhưng mà cái giáo pháp này thì rất là hy hữu mới có sự hiện diện ở thế gian, hy hữu mới có giáo pháp ở thế gian. Có thể kiếp sau mình sinh ra là không còn giáo pháp nữa, sinh ra mất giáo pháp này. Cho nên là bây giờ còn sống hay nào mình phải thực hành giáo pháp ngày đây. Không có thì mình hãy chìm đắm ở trong sinh tử. Để nó tác ý đến sự may mắn được gặp giáo pháp, tác ý đến bổn phận của ta phải giữ gìn và truyền bá giáo pháp. Và ôi, giáo pháp này là cao thượng lục, cao quý như thế mà để cho nó mất thì đấy thật là một cái, thì cái điều đó thật là nhẫn tâm tàn nhẫn quá. Để cho cái giáo pháp này biến mất thì mình có xứng đáng không? Nên bây giờ làm sao để duy trì được giáo pháp, làm sao để cho giáo pháp tồn tại được ở thế gian, thì lúc đấy mà thôi ta phải cố gắng thực hành pháp để duy trì giáo pháp. Và thực hành pháp rồi mới có thể truyền bá được giáo pháp, thì giáo pháp mới tồn tại ở thế gian này được lâu dài. Không tự nhiên mà giáo pháp từ Ấn Độ mà sang được đây nữa, từ bên Ấn Độ mà ra được đi các nước, chứ mà cứ nằm nguyên ở Ấn Độ thì giờ tuyệt chủng mất rồi. Có những cái người ta có cái tâm là gánh vác cái trọng trách giữ gìn giáo pháp, mấy người đấy dần dần chết đi rồi thì bây giờ phải có người khác phải nối dõi theo. Thế bây giờ mình lớn tuổi rồi không làm được thì phải huy động mấy đứa trẻ nó đi, chúng mày phải đi truyền bá giáo pháp, không được phép về nhà nữa. Còn làm được vậy không? Không có thì mấy đứa trẻ, mấy người còn trẻ thôi, bây giờ mình phải có phận sự truyền bá giáo pháp, không lập gia đình nữa. Nhưng có người mà thôi mình lập gia đình sau này cho mấy đứa nhỏ nó đi nó truyền bá giáo pháp. Thì cái tác ý nào là đúng? Tác ý là phận sự của mình chứ không phải là phận sự của người khác. Phận sự của ta là phải truyền bá giáo pháp. Thế bây giờ ta lớn rồi thì ta truyền lại cho mấy đứa nhỏ, ta còn nhỏ thì ta phải truyền lại cho những cái thế hệ về sau nữa. Còn đây có ai có bổn phận này không? Gì này không? Phải từ bỏ hôn trầm dài đãi bằng cách đi thiền hành. Nếu như mà trong cái lúc mình hành thiền, cái người mà dễ đuôi thì nó rất là hay hôn trầm. Vậy thì mỗi khi hôn trầm đến thì đứng lên đi thiền hành là nó sẽ bớt đi. Bớt đi thiền hành, hôn trầm dài đãi. Lúc mà ngày Mục Kiền Liên ấy, đang tu mà cũng bị rơi vào cái này, hôn trầm đại đại. Ngày Mục Kiền Liên tu mà cứ bị hôn trầm. Lúc đấy Đức Phật đến, Đức Phật sạch tấn. Đức Phật mới dạy cái cách vượt qua hôn trầm. Đó là bằng cách là đứng lên đi nào. Xong rồi vào ngồi. Vào ngồi nó lại hôn trầm tiếp. Thì lúc đấy phải lấy nước lạnh để rửa lên mặt. Nước lạnh rửa lên mặt mà nó vẫn hôn trầm. Cầm cái tai giật xuống cả. Cái giái tai để nó có bớt hôn trầm này, kéo căng nó ra. Kinh Đức Phật có dạy như vậy, lúc nào mà thấy hôn trầm kéo căng này lên nó được bớt đi, bớt hôn trầm này. Có nhiều cái cách vượt qua cái hôn trầm này đấy, nhưng mà thường thường cái kết đơn giản nhất là đi thiền hành. Đi thiền hành là sẽ hết hôn trầm, không thân cận người biếng nhá. Có thể là mình thân cận với một cái người biếng
Mình muốn làm bạn thân với người đấy thì mình phải phải bắt chước, phải giống người đấy. Người này lười thì mình phải lười theo, chứ mình mà siêng thì nó không chơi với mình nữa, nó đi nó kiếm người khác nó chơi sao? Không. Vậy là mình phải giống nó để mình làm bạn thân cận người tinh tấn. Thì lúc ấy mình muốn làm bạn được với người này thì mình phải tinh tấn giống người này. Chứ mình mà lười thì mình chê bai, mình bỏ mình, nó không chơi với mình được. Thì lúc đấy này, thân cận người tinh tấn thì mình tinh tấn ôn lại bốn chánh cận. Bốn này bốn cái chánh tinh tấn này và quyết định đối với tinh tấn thì đấy là nó phát triển được tinh tấn. Làm thế nào để sinh được thịt hoan hỷ thế. Phải hoan hỷ với cái pháp hành. Khi mà cái người biếng đến là do mình không hoan hỷ với cái pháp thực hành này. Nhưng với người nào mình không hoan hỷ thì mình ở cái chỗ nào mà mình không ưa, không thích ấy, thì lúc đấy mình sẽ thấy nó rất là khó chịu. Nó rất là khó chịu, nó rất là gò bó. Người nào mà người ta không thích ở chùa mà bắt người ta phải ở thì người ta sẽ có cái cảm giác là giống như đang ở tù. Ở tù. Còn những người nào mà có người ta thích, người ta hoan hỷ với pháp thì người ta ở ngoài nào người ta giống như là ở thiên đường ấy. Chùa nó thế. Thì bây giờ một cái người mà không thích ngồi thiền mà ép mà phải ngồi không được phép đứng dậy thì người ta ngồi một tiếng thì người ta cảm giác như là cực hình. Người ngồi thiền là một cái gì đó nó rất là cực hình, rất là đau khổ. Để còn cái người mà hành thiền mà với một cái tâm hoan hỷ thì ngồi thì người đã và cảm thấy thật là hạnh phúc, thật là an lạc, thật là hạnh phúc. Giống như là mình đang được uống cam lộ vị, mỗi một hơi thở vào hơi thở ra là mình hạnh phúc và hoan hỷ với từng hơi thở này. Vậy thì để mà phát sinh được hoan hỷ thì phải tác ý đến niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Niết Bàn. Sáu cái này nó sẽ làm cho mình tăng lên cái hoan hỷ. Nên là nếu như trước khi vào hành thiện mình muốn cho có cái tâm hoan hỷ, nhiệt tâm với pháp hành, mình có thể niệm đến ăn Đức Phật một chút. Tưởng niệm đến Đức Phật là bậc đã là bậc ứng cúng, là bậc chánh nhân chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, những cái ân đức rất là cao thượng của Đức Phật khiến cho mình hoan hỷ. Mình hoan hỷ với những cái ân đức cao thượng của Đức Phật, hoặc là mình tác ý đến cái sự cao siêu màu nhiệm cao thượng của giáo pháp, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng thiết thực hiện tại vượt khỏi thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được người trí giác ngộ. Thì tác ý đến cái sự cao siêu màu nhiệm cao thượng của giáo pháp mình cũng hoan hỷ. Hoặc là niệm đến ân đức của chư tăng, trực hạnh, chánh hạnh, lý hạnh thì mình cũng hoan hỷ. Tác ý đến cái niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm niết bàn, tác ý đến cái này khiến cho mình hoan hỷ. Hoan hỷ với giáo pháp, hoan hỷ với sự thực hành giáo pháp. Đấy là tác ý đến pháp này để cho mình sinh ra cái tâm hoan hỷ. Tránh những người thô lỗ. Đấy là muốn có cái tâm